Dạ, Đỗ Thanh chào cả nhà mình ạ. Chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh chuyên review đất chính chủ, sổ sách pháp lý an toàn, hình ảnh thực tế, giá không ảo không kê. Hiện tại Thanh đang có mặt ở ngay mặt tiền lộ nhựa đường Hai Len thuộc của thôn 10 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Và đường của mình ở đây là đường phun hồng thổ cư, cáp điện wifi khu dân cư là đầy đủ. Và đất của mình ở đây là đất đỏ ba gian. Hôm nay Thanh quay cho quý cô chú anh chị của mình cùng theo dõi với em một clip mảnh đất mặt tiền lộ nhựa Hai Len Thanh đang quay ở đây. Dạ thì trước khi mà Thanh chỉ đầu đuôi ranh giới thì em sẽ giới thiệu về đường đi lối lại cho quý cô chú anh chị mình cùng theo dõi trước với em. Đường trước màn hình của mình là đường thông di chuyển từ xã này qua xã khác và cũng như một hình chữ U để cả nhà mình có thể di chuyển được ra đường tỉnh lộ 759B hay còn gọi là cụm khu trung tâm của Hưng Phước, Thiện Hưng và Phước Thiện. Và lô đất hôm nay Thanh quay cho quý cô chú anh chị mình là một lô đất nền sở hữu sẽ được là 19m, chiều sâu hai cạnh là 150 và 152. Tổng diện tích của mình ở đây sẽ được là 3848,4m2, sổ sẵn bìa hồng cầm tay và nằm ngay trên cái mặt tiền lộ nhựa Hai Len, đường phun hồng Thanh đang quay ở đây. Đó thì đây là ngay cái mặt tiền mình được sở hữu là cụ thể sẽ 19m như Thanh quay cho cả nhà mình. Thì tính từ vị trí của tay Thanh chỉ ở đây, mình chạy thẳng xuống một cạnh sẽ được là 152 và một cạnh bên đây của mình sẽ là 150. Còn tính từ đây của mình chạy thẳng theo cái hướng tay của Thanh chỉ ở đây, mặt tiền đây của mình sẽ được là tới 19m và ngay trên cái nhựa lớn mà Thanh đang quay ở đây luôn. Hướng cái mặt tiền Thanh quay ở đây sẽ là hướng Bắc ha quý cô chú anh chị mình. Còn chất đất của mình là đất đỏ ba gian phù hợp cho mình chuyển đổi cây trồng như là cây ăn trái. Ví dụ như đối diện với cái lô đất Thanh đang quay là nguyên một vườn sầu riêng cực kỳ đẹp luôn quý cô chú anh chị mình. Đó. Và đây là đến hết 19m mặt tiền của mình nè quý cô chú anh chị mình. Tới đây ha. Tới đây là hết 19m mặt tiền của mình, chạy thẳng xuống sẽ được là 150m. Còn từ đây của mình để mình di chuyển ra đường tỉnh lộ 759B sẽ dao động vào bán kính là 7km. Ra ngay trường chợ trạm dao động vào là 3km. Còn đồ ăn cung cấp nhu cầu thiết yếu cho người dân của mình thì xung quanh đây sẽ có hàng quán tạp hóa để cung cấp cho người dân của mình quý cô chú anh chị mình. Còn đường của mình ở đây là đường rộng 12m luôn. Thì trước khi mà Thanh di chuyển để quay toàn bộ diện tích đầu đuôi thì cả nhà cùng xem hình ảnh ở trên Flycam toàn bộ diện tích lô đất cùng với em nha. Dạ đây là hình ảnh Thanh quay ở trên cao để cả nhà sẽ quan sát được tổng thể toàn bộ lô đất hôm nay Thanh quay. Mọi thông tin cả nhà liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được gặp gỡ và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Nhìn từ trên cao xuống cả nhà cũng hình dung được cái độ so le của cái sổ hôm nay Thanh quay đúng không ạ? Và mặt bằng cũng như là cái sự bằng phẳng của lô đất của mình là cực kỳ đẹp. Chưa hết nha quý cô chú anh chị mình, lô đất của mình thì còn những gần view hồ câu cá cũng như là khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng luôn cả nhà mình. Đó nên cả nhà sẽ sở hữu được một lô đất cực kỳ là đẹp luôn. Đường của mình ở đây là đường trục chính nhựa lớn thuộc của Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước để quay và giới thiệu cho cả nhà mình. Và lô đất hôm nay Thanh quay là sổ sẵn bìa hồng được chính chủ gửi tụi em quay bán. Bây giờ cùng nhìn qua cái view view mà nhà bè cùng với tụi em ha. Nếu tính từ vị trí lô đất của mình để di chuyển ra cái view đây của mình chỉ dao động từ hơn 1 km tới 2 km thôi cả nhà. Đó nên mình mua lô đất ở đây mình phải sở hữu và đi du lịch buổi chiều thì theo em là rất là phù hợp luôn. Đó là ý kiến riêng của Thanh để cả nhà cùng tham khảo. Còn như cả nhà theo dõi và có những ý định gì thì sẽ cùng tiếp tục theo dõi với em ha. Dạ thì vừa rồi là Thanh gửi cho cả nhà mình cùng theo dõi. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong để cả nhà xem được cái chất đất cũng như mặt bằng lô đất hôm nay Thanh quay. Mặt bằng của mình ở đây là bằng phẳng, không nhấp nhô, không gồ ghề. Chất đất thì cực kỳ là thích luôn rồi quý cô chú anh chị mình ha. Còn nếu mà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển tới vị trí lô đất Thanh quay thì sẽ dao động là từ 150 tới 170 km tùy theo khu vực của quý cô chú anh chị của mình di chuyển. Còn nếu từ Bình Dương di chuyển lên trên em sẽ dao động từ 100 tới 110 km.
và gần hơn là đồng xoài Trơn Thành, dao động 70-75 km nha quý cô chú anh chị mình. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393717 hoặc 0362 176 779 để em được gửi và hợp tác với quý cô chú anh chị của mình. Cả nhà mình đã thông thạo về đường đi lối lại trên đất Bình Phước trên em thì có thể là di chuyển lên tới chợ Thiện Hưng, Thanh sẽ đón và dẫn trực tiếp quý cô chú anh chị vào trong lô đất của mình. Còn như cả nhà mình mà chưa thông thạo thì Thanh rất mong sẽ kết bạn Zalo để Thanh gửi vị trí để cả nhà mình di chuyển một cách an toàn nhất nha cả nhà ơi. Đó, đây là bây giờ Thanh đã di chuyển tới ngay cái điểm ở giữa lô đất của mình. Thì Thanh cũng xin phép nói rõ để cả nhà cùng hiểu được cái sổ của mình. Sổ của mình ở trên toàn bộ mặt tiền như Thanh quay ở đây, chạy ngang qua sẽ được là 19m. Và chạy thẳng xuống đây của mình thì mình sẽ được là 55m. Và cái sổ của mình nó sẽ là giống như so le á quý cô chú anh chị. Thì đây cả nhà cùng xem hình sổ với em nè. Ở đây một cạnh của mình sẽ được là 55, chạy thẳng xuống sẽ một cạnh là 95, cạnh bên đây của mình là 97. Và cái bụng của mình ở đây sẽ còn khoảng là 6-7m nha quý cô chú anh chị mình. Đuôi của mình thì nở hậu ra là 28m. Với tổng diện tích của mình ở đây sẽ được là 3.848,4m2. Thì hết toàn bộ diện tích cũng như nãy giờ Thanh quay từ trên cao xuống thực tế cho cả nhà mình cùng theo dõi, chủ nhà mong muốn bán với cái giá là 650 triệu bao sổ sách pháp lý toàn bộ cho quý cô chú anh chị của mình. Nếu như mình chia đất sào ra thì lô đất Thanh đang quay ở đây chỉ dao động chỉ có 168 triệu trên một sào. Thì cả nhà sẽ sở hữu một lô đất mặt tiền lộ nhựa hai len, đường rộng, xe ô tô lớn nhỏ di chuyển thoải mái. Còn nếu như mình chia mét mặt tiền ra chỉ 34 triệu thôi cả nhà. Và với một lô đất thì Thanh thấy là từ trên xuống thì mình có được là đầu đuôi cũng là tương đối ổn. Sẽ quay để cả nhà mình cùng theo dõi. Và cả nhà mình thấy phù hợp thì gọi điện cho Thanh ha. Còn đây, đứng ở đây mình sẽ quan sát hết được vì lô đất của mình rất kia là dễ quan sát cả nhà. Xung quanh của mình là có vườn, dãy người dân ở cũng như là dãy của nhà hàng xóm và đất đai xung quanh. Riêng lô đất của mình thì đã được cày xới lên rất kia là tơi xốp và dễ quan sát. Từ đây của mình đi thẳng xuống chạm với vườn điều ở phía dưới đây này cả nhà. Đó là sẽ hết toàn bộ cái diện tích đất hôm nay Thanh quay. Và cái đuôi của mình ở đây sẽ nở hậu tổng cộng là 28m nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì nãy giờ cả nhà cùng đang theo dõi và quan sát với Thanh một lô đất mặt tiền lộ nhựa hai len, cụ thể sẽ nằm tại thôn 10 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tổng hết diện tích là 3.848,4m2. Sổ của mình ở đây là bìa hồng cầm tay. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là cây lâu năm. Và chủ nhà bao sang tên toàn bộ pháp lý cho quý cô chú anh chị của mình. Đó, bây giờ Thanh sẽ di chuyển lại cái mặt bằng cũng như cái mặt tiền lộ nhựa để cả nhà cùng theo dõi với em. Video hình ảnh Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Và trong quá trình mua bán, quý khách hàng sẽ gặp chủ cũng như có địa chính xã, huyện tới đo đạc cho mình để đảm bảo đất của mình ở đây là đúng đất, đủ đất, không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Còn sổ sách Thanh quay ở đây của mình là sổ sạch, pháp lý, an toàn. Và quý cô chú anh chị của mình có thể test cũng như kiểm tra qua toàn bộ thông tin. Khi mà mình giao dịch mua bán thành công, trong quá trình mua bán công chứng thì quý khách hàng của mình sẽ có một bộ mua bán kèm giấy hẹn có ngày tháng rõ ràng cho quý cô chú anh chị của mình cầm về. Đó, nên Thanh rất mong cả nhà sẽ sở hữu được những sản phẩm đẹp, rẻ cũng như chính chủ người dân Bình Phước tụi em gửi tụi em quay bán và rất mong sẽ được gặp gỡ quý khách hàng gần xa. Mọi thông tin cả nhà liên hệ với Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393717 hoặc 0362 176 779. Ngoài ra thì Thanh mời cả nhà cùng nán lại cũng như nhấn thêm vào trong kênh của Thanh là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước. Ở trong kênh thì Thanh quay rất nhiều từ đất nền, đất sào, đất kèm nhà, sẽ có nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Đó thì cả nhà sẽ xem và ưng cái nào liên hệ cho Thanh ha. Bây giờ là Thanh đang di chuyển ra ngay cái mặt tiền mà lúc nãy Thanh quay cho cả nhà mình, đồng thời là mặt tiền hướng Bắc của mình ha quý cô chú anh chị. Đó, bây giờ thì Thanh đã di chuyển ra ngay cái mặt tiền rồi.
Dạ thì nãy giờ em cũng quay từ trong ra ngoài cũng như hết toàn bộ cái diện tích của một lô đất sổ sẵn bìa hồng cầm tay chủ gửi tụi em quay bán. Đến đây thì Thanh xin phép tạm dừng video. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý cô chú anh chị của mình. Hẹn gặp cả nhà mình tại những video tiếp theo của Thanh nha.